Công ty trách nhiệm hữu hạn dệt may Đại Hoa Việt Nam trong khu công nghiệp dệt may Phố Nối ở thị xã Mỹ Hào vừa bị Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên xử phạt 350 triệu đồng do xả trái phép nước thải vào hệ thống thoát nước mưa của khu công nghiệp. Trước đó vào 18 giờ ngày 22 tháng 3, qua kiểm tra giả soát, công ty cổ phần phát triển hạ tầng dệt may Phố Nối phát hiện tại hố ga đấu nối đường thoát nước mưa của công ty Đại Hoa có dòng nước màu đỏ nhạt, mùi hôi khó chịu và bốc hơi nóng. Bố trí máy xúc đào kiểm tra thì phát hiện đường ống đi vào hố ga đấu nối đang xả nước thải công nghiệp chưa qua xử lý và hệ thống thoát nước mưa theo hướng thẳng từ công ty đại hoa ra. Công ty này đang cho hai doanh nghiệp khác thuê mặt bằng sản xuất, trong đó có một đơn vị chuyên sản xuất dệt nhuộm. Tại buổi làm việc ngày 25 tháng 3, do Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chủ trì, Công ty Đại Hoa lý giải là do trong quá trình thi công bổ sung đường ống xả nước thải đã đấu nối nhầm vào hệ thống thoát nước mưa. Với hành vi vi phạm này, công ty Đại Hoa bị xử phạt 350 triệu đồng và phải khắc phục hậu quả.